Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn móc mẫu túi xách như thế này. Nguyên liệu mình sử dụng là len bưu bò cuộn 50g, sợi 2 mm. Mình sẽ chuẩn bị tổng là 7 cuộn, màu cho phần đáy và phần ngoài. Mỗi màu mình chuẩn bị 2 cuộn và các màu còn lại mỗi màu 1 cuộn nha. Kim móc mình sẽ sử dụng kim móc 3.5 mm. Đầu tiên mình sẽ tạo mũi móc. Sau đó móc lên 30 mũi bính. Sau khi móc được 30 mũi bính, mình sẽ móc lên thêm 3 mũi bính nữa. Mình sẽ bỏ qua 3 mũi bính vừa móc lên thêm ở đây. Bắt đầu móc vào bính đầu tiên vị trí này. Mình sẽ móc vào đây 3 mũi kép. Hai mươi tám bính tiếp theo, mình sẽ móc mỗi bính một mũi kép. Bính cuối cùng, mình sẽ móc vào đây 6 mũi kép chung chân. Hai mươi tám bính tiếp theo, mình sẽ móc đối xứng mỗi bính một mũi kép. Bính cuối cùng mình sẽ móc thêm vào đây 3 mũi kép. Ba mũi kép này hợp với 3 mũi kép đầu tiên. Mình tạo được cụm 6 mũi kép chung chân ở đây. Tiếp theo mình sẽ tiến hành kết vòng và mình sẽ kết vòng tại chân của mũi móc đầu tiên vị trí này. Đây là 3 mũi bính được móc lên ban đầu, mình sẽ bỏ qua. Móc vào chân của mũi móc đầu tiên vị trí này. Móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Kết thúc vòng thứ nhất, tiếp theo mình sẽ móc lên 3 mũi bính để móc tiếp vòng thứ hai. Ở vòng thứ hai mình sẽ móc như sau. Ở cụm 6 chân móc này mình sẽ tăng mũi, mỗi chân móc móc 2 mũi kép chung chân. Ba chân móc đầu tiên. Chân móc thứ nhất, vị trí mình vừa móc mũi dời để kết vòng vị trí này, móc vào đây 2 mũi kép chung chân. Chân móc thứ hai.
Dấu móc thứ ba. Hai mươi tám chân móc tiếp theo, mình sẽ tiếp tục móc mỗi chân móc một mũi kép. Tiếp theo là cụm 6 mũi kép. Thì mình sẽ móc vào mỗi chân móc ở đây 2 mũi kép chung chân. Hai mươi tám chân móc tiếp theo, mình sẽ tiếp tục móc đối xứng mỗi chân móc một mũi kép. Ba chân móc cuối cùng, mình sẽ tiếp tục móc vào đây mỗi chân móc 2 mũi kép chung chân để hợp lại thành cụm 12 chân móc ở đây nha. Và cuối cùng mình cũng sẽ kết vòng tại chân của mũi móc đầu tiên. Vị trí này, móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Tiếp theo mình sẽ móc lên 3 mũi bính để móc tiếp vòng thứ 3. Ở vòng thứ 3 mình sẽ móc như sau. Chân móc đầu tiên, vị trí mình vừa móc mũi dời để kết vòng, móc vào đây một mũi kép. Chân móc thứ hai mình sẽ tăng mũi, móc vào đây 2 mũi kép chung chân. Mình vừa hoàn thành xong một cụm móc và mình sẽ lặp lại cụm móc này ở 4 chân móc tiếp theo. Hai mươi tám chân móc tiếp theo, mình sẽ tiếp tục móc mỗi chân móc một mũi kép. Tiếp theo là cụm 12 chân móc, mình sẽ thực hiện tăng mũi cho 12 chân móc này.
Tương tự cho móc thứ nhất, mình sẽ móc vào đây một mũi kép. Cho móc thứ hai, hai mũi kép chung chân. Mình sẽ lặp lại như vậy cho đến hết 12 chân móc. Hai mươi tám chân móc tiếp theo, mình sẽ tiếp tục móc mỗi chân móc một mũi kép. Sáu chân móc cuối cùng của cụm 12 chân móc. Mình sẽ tiếp tục tăng mũi một kép, hai kép chung chân để tạo thành cụm 18 chân móc. Cuối cùng, mình cũng sẽ kết vòng tại chân của mũi móc đầu tiên vị trí này, móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Tiếp theo, mình sẽ móc lên 3 mũi bính để móc tiếp vòng thứ tư. Ở vòng thứ tư, mình sẽ móc như sau. Cho móc đầu tiên vị trí mình vừa móc mũi dời để kết vòng, móc vào đây một mũi kép. Cho móc thứ hai cũng móc một mũi kép. Cho móc thứ ba mình sẽ tăng mũi, móc vào đây hai mũi kép chung chân. Mình vừa hoàn thành xong một cụm móc. Và mình sẽ thực hiện cụm móc này cho cụm 18 chân móc ở đây. Và cụm 18 chân móc ở đây nha. Hai mươi tám chân móc ở giữa, mỗi chân móc mình vẫn sẽ móc một mũi kép.
Kết thúc vòng thứ tư, tiếp theo mình sẽ móc lên 3 mũi bính để móc tiếp vòng thứ năm. Thì vòng thứ năm mình sẽ móc như sau. 3 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi kép, và chân móc thứ tư mình sẽ tăng mũi, móc vào đây 2 mũi kép chung chân. Mình sẽ lặp lại cụm móc tăng này cho cụm 24 chân móc ở đây và cụm 24 chân móc ở đây. Ở đoạn 28 chân móc ở giữa thì mình sẽ luôn móc mỗi chân móc một mũi kép, không thay đổi nha. Tiếp theo vòng thứ 6 mình sẽ tăng mũi ở chân móc thứ 5, vòng thứ 7 sẽ tăng mũi ở chân móc thứ 6. Mình sẽ thực hiện tăng mũi như vậy cho đến khi đạt độ rộng của đáy túi theo mong muốn nha. Ở đây mình sẽ dừng lại ở vòng thứ 6. Sau khi móc xong 6 vòng, mình hoàn thành phần đáy túi với tổng số mũi móc là 128 mũi. Tiếp theo mình sẽ móc lên phần thân túi, cụ thể mình sẽ móc như sau. Đầu tiên mình cũng sẽ móc lên 3 mũi bính. Sau đó mình sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên, vị trí mình móc mũi dời để kết thúc vòng thứ 6, móc tiếp vào chân móc thứ 2 một mũi kép. Chân móc thứ 3 mình sẽ móc vào đây cụm một kép, một bính và một kép. Chân móc thứ tư móc một kép. Mình vừa hoàn thành xong một cụm móc và mình sẽ lặp lại cụm móc này cho các chân móc còn lại đến hết vòng. Sau khi móc đến hết vòng, mình cũng sẽ kết vòng tại chân của mũi móc đầu tiên, vị trí này, móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Tiếp theo, mình sẽ móc vào khoảng trống được tạo bởi mũi bính của cụm móc này, thêm một mũi dời. Sau đó móc lên 3 mũi bính để móc tiếp vòng thứ hai. Thì ở vòng thứ hai mình sẽ móc như sau. 3 mũi bính được móc lên ở đây sẽ được xem là một mũi kép. Mình sẽ móc tiếp vào khoảng trống này một kép, một bính và hai kép để tạo thành cụm hai kép, một bính và hai kép nha. Cụm móc thứ hai, mình sẽ tiếp tục móc vào khoảng trống mũi bính ở đây, cụm 2 kép, 1 bính và 2 kép.
tự cụm móc thứ ba, mình cũng sẽ móc vào khoảng trống này hai kép, một bính và hai kép. Mình sẽ móc tương tự ở các khoảng trống còn lại cho đến hết vòng nha. Sau khi móc đến hết vòng, mình sẽ kết vòng như sau. Ở vòng thứ hai này, ba mũi bính được móc lên ban đầu ở đây mình xem là một mũi kép. Do đó mình sẽ kết vòng tại mũi bính thứ ba, đếm từ dưới lên của dãy ba mũi bính được móc lên ban đầu. Vị trí này, móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Sau đó mình sẽ móc thêm một mũi dời vào khoảng trống mũi bính ở đây. Và móc lên 3 mũi bính để móc tiếp vòng thứ 3. Thì ở vòng thứ 3 mình cũng sẽ móc tương tự vòng thứ 2. 3 mũi bính được móc lên ở đây sẽ được xem là một mũi kép. Và mình sẽ móc tiếp vào khoảng trống này một kép, một bính và hai kép để tạo thành cụm hai kép, một bính và hai kép nha. Tiếp theo khoảng trống thứ hai cũng móc cụm hai kép, một bính và hai kép. Mình sẽ móc tiếp tương tự cho các khoảng trống còn lại đến hết vòng nha. Sau khi móc đến hết vòng, mình cũng sẽ kết vòng tại mũi bính thứ ba, đếm từ dưới lên của dãy 3 mũi bính được móc lên ban đầu. Vị trí này, móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Thì ở vòng thứ tư mình sẽ đổi màu lên. Mình sẽ tiến hành đổi màu lên như sau. Đầu tiên mình cũng sẽ móc thêm mũi dời vào khoảng trống ở đây. Sau đó dùng sợi len khác màu. Sợi len này sẽ được đặt ở mặt trong của sản phẩm. Mình đang móc ở mặt phải của sản phẩm và sợi len này sẽ được đặt ở mặt trong của sản phẩm nha. Lấy len, móc lên 3 mũi bính. Thì 3 mũi bính mình vừa móc lên ở đây sẽ được xem là một mũi kép. Mình sẽ tiếp tục móc vào các khoảng trống này các cụm móc tương tự vòng thứ 2 và thứ 3 nha. Mình sẽ móc như vậy cho đến hết vòng.
và móc tương tự cho các màu còn lại cho đến khi đạt độ cao của túi theo mong muốn nha. Ở đây mình móc phần thân túi tổng là 19 vòng. Sau khi móc được 19 vòng, mình sẽ móc lên thêm một mũi bính kéo và cắt len. Sau khi móc xong thân túi, tiếp theo mình sẽ đánh dấu để móc tiếp phần qua túi. Cụ thể như sau, mình sẽ đánh dấu ở phần giữa túi như thế này. Các mũi móc ở mặt trên sẽ đối xứng với các mũi móc ở mặt dưới. Và mình sẽ đếm vào 7 họa tiết. Mình sẽ đánh dấu ở họa tiết thứ 8. Tương tự bên còn lại, mình cũng sẽ đánh dấu ở họa tiết thứ 8. Mình sẽ bắt đầu móc vào vị trí đối xứng ở mặt bên dưới. Vị trí này. Đâm kim móc vào khoảng trống ở đây. Lấy len. Móc lên 3 mũi bính. Thì 3 mũi bính mình vừa móc ở đây sẽ được xem là một mũi kép ở khoảng trống này. 14 khoảng trống tiếp theo. Mỗi khoảng trống mình sẽ móc 2 kép, 1 bính và 2 kép như bình thường. Cuối cùng khoảng trống đánh dấu, mình sẽ móc vào khoảng trống này một mũi kép. Kết thúc hàng thứ nhất của phần quay, tiếp theo mình sẽ móc lên 3 mũi bính. Quay sản phẩm lại để móc tiếp hàng thứ hai. Ở hàng thứ hai mình sẽ móc như sau, khoảng trống họa tiết đầu tiên mình sẽ móc vào đây 2 mũi kép. Mười hai khoảng trống tiếp theo, mỗi khoảng trống mình sẽ móc 2 kép, 1 bính và 2 kép như bình thường. Khoảng trống cuối cùng mình sẽ móc vào đây 2 mũi kép.
Và cuối cùng là ba mũi bính được móc lên ban đầu được xem là một mũi kép. Mình sẽ móc vào bính thứ ba, đếm từ dưới lên của dãy ba mũi bính này một mũi kép. Kết thúc hàng thứ hai, tiếp theo móc lên ba mũi bính. Quay sản phẩm lại để móc tiếp hàng thứ ba. Hàng thứ ba mình sẽ móc như sau. Bỏ qua hai mũi kép ở đây. Bắt đầu móc vào khoảng trống họa tiết này. Móc vào 12 khoảng trống ở đây, mỗi khoảng trống hai kép, một bính và hai kép. Cuối hàng mình cũng sẽ bỏ qua hai mũi kép và móc vào mũi bính thứ ba từ dưới lên của dãy ba mũi bính được móc lên ban đầu vị trí này, móc vào đây mũi kép cuối cùng của hàng thứ ba. Tiếp theo mình sẽ móc lên ba mũi bính. Quay sản phẩm lại để móc tiếp hàng thứ tư. Thì ở hàng thứ tư mình sẽ lặp lại cách móc của hàng thứ hai. Khoảng trống đầu tiên mình sẽ móc vào đây hai mũi kép, các khoảng trống ở giữa móc hai kép, một bính và hai kép. Khoảng trống cuối cùng móc hai kép. Ở dãy ba mũi bính thì mình sẽ móc vào đây mũi kép cuối cùng của hàng. Tiếp theo hàng thứ năm thì mình sẽ lặp lại cách móc của hàng thứ nhất và thứ ba. Mình sẽ lặp lại cách móc như vậy cho đến hàng thứ 11 nha. Sau khi móc được 11 hàng móc, ở các hàng móc tiếp theo mình sẽ không giảm mũi nữa mà sẽ móc dài lên cho đến khi đạt độ dài của qua túi theo mong muốn nha. Ở đây mình sẽ móc thêm 15 hàng móc nữa. Tổng số hàng móc của mình ở phần qua là 26 hàng. Sau khi móc xong 26 hàng móc, mình sẽ móc lên thêm một mũi bính kéo và cắt len. Ở phần qua còn lại mình cũng sẽ thực hiện móc tương tự nha. Và để cùng hướng móc thì mình sẽ bắt đầu móc ở vị trí này. Mình sẽ móc đến vị trí này.
Sau khi móc được 26 hàng móc thì mình sẽ móc lên thêm một mũi bính kéo và cắt len. Ở đoạn len này mình sẽ chừa dài một chút để khâu hai đầu qua túi với nhau nha. Mình sẽ ép hai mặt phải lại với nhau và khâu ở mặt trái sản phẩm. Đây là đường khâu len của mình ở mặt phải sản phẩm. Tiếp theo mình sẽ móc phần trang trí túi. Đầu tiên mình sẽ tạo mối móc. Sau đó móc lên 21 mũi bính. Sau khi móc được 21 mũi bính, mình sẽ móc lên thêm một mũi bính. Bỏ qua mũi bính vừa móc lên thêm ở đây. Móc vào 21 bính mũi bính một mũi đơn. Kết thúc hàng thứ nhất, móc lên một mũi bính. Quay sản phẩm lại để móc tiếp hàng thứ hai. Thì ở hàng thứ hai mình cũng sẽ móc tương tự, móc vào 21 chân móc ở đây, mỗi chân móc một mũi đơn. Mình sẽ móc như vậy cho đến khi đạt độ cao của bảng theo mong muốn nha. Ở đây mình sẽ móc 9 hàng móc. Sau khi móc được 9 hàng móc, mình sẽ móc lên thêm một mũi bính kéo và cắt len.
Sợi len ở đây mình cũng sẽ chừa dài để khâu vào túi nha. Ở phần hoa trang trí thì mình đã có một video hướng dẫn cách móc chi tiết, mình để link bên dưới các bạn có thể xem tham khảo nha. Thì sau khi kết thúc cánh hoa thứ năm, mình sẽ móc lên thêm một đoạn dây bính có chiều dài theo mong muốn. Và móc mũi dời vào vị trí kết thúc cánh hoa thứ năm. Sau đó móc lên thêm một mũi bính kéo và cắt len. Sợi len thừa này mình sẽ giấu vào mặt sau của hoa. Đây là sản phẩm của mình sau khi hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video của mình hữu ích, hãy bấm đăng ký miễn phí bên dưới để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.